Ta qua cái câu hỏi đầu tiên. Bạch sư, chữ A Tăng Kỳ trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp là bao lâu? Thưa quý vị đó, một A Tăng Kỳ đó là một lũy thừa 140. 10 lũy thừa 140 tức là con số 1 và 140 con số 0 ở đằng sau, và đơn vị tính của nó là đại kiếp. Bất kỳ một cái gì chúng ta đều có hai cái, thứ nhất là con số và thứ hai là đơn vị. Thì con số ở đây đó là một A Tăng Kỳ đó, là tức là con số 1 và 140 con số 0 ở đằng sau, và cái đơn vị tính là đại kiếp. Thành ra đó, khi mà một con số lớn như vậy người ta gom lại là 1, tức là 1 A Tăng Kỳ. Còn 4 cái 4 lần như vậy thì là 4 A Tăng Kỳ, và một con số lẻ nhỏ đằng sau là cộng thêm 100.000, còn cái đơn vị tính là đại kiếp. Thì một đại kiếp ấy, được tính từ lúc thế giới này hình thành rồi cho đến nó ổn định, rồi đi đến băng hoại, rồi đi đến biến mất. Thì bốn cái chu kỳ đó chúng ta thường biết là thành, trụ, hoại và không. Thì hết bốn cái chu kỳ đó là nó xong một cái đại kiếp. Mà bốn cái mà một cái chu kỳ như vậy đó nó được tính như thế này, là cái tuổi thọ một cái quả địa cầu mình ấy, một cái quả địa cầu mình là nó xuất hiện, tuổi thọ của một quả địa cầu sau đó nó sẽ biến mất. Biến mất ấy, là nó biến mất do ba cách: bằng lửa, bằng nước và bằng gió. Thì bốn lần kết thúc tuổi thọ quả địa cầu, tức là quả địa cầu mình nó vẫn là một cái vòng giống như một cái vòng luân hồi vậy đó, nó có rồi nó lại biến mất, nó có rồi nó lại biến mất. Thì khi mà nó có và nó biến mất như vậy một lần á, là nó sẽ biến mất bằng lửa, tức là lửa nó thiêu cháy, mà chúng ta tạm gọi là giống như là mặt trời đó, mặt trời xuất hiện và nó thiêu cháy quả địa cầu. Bốn lần hoại bằng lửa, thì một lần hoại bằng nước, và bốn lần hoại bằng nước thì một lần hoại bằng gió. Thì khi mà cái kiếp mà hoại bằng gió á, thì nó sẽ hủy hoại sạch cái thế giới này, nó chỉ chừa hình như là một vài cái tầng ở trên cùng thôi. Đấy, nó hủy hoại sạch cái thế giới này, và sau đó thế giới này hình thành trở lại. Thì đó được tính là một cái đại kiếp. Thành ra cái khoảng thời gian nó rất là lâu ha. Nhưng mà có vị thì lại nói là một cái đại kiếp được tính là tuổi thọ của một quả địa cầu.